Live show đầu tiên của Pháp TV mang tên Những kẻ khờ mộng mơ mừng sự kiện nhóm nhận nút kim cương YouTube đầu tiên ở Việt Nam vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ dàn nghệ sĩ khách mời cực hot. Thái Vũ với vai trò rapper kết hợp cùng Long Cao, bộ đôi Jack và KICM thể hiện lại những ca khúc làm mưa làm gió trên top trending YouTube. Live show đầu tiên của nhóm hài Pháp TV còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Tiến Luật, Quách Ngọc Tuyên, Ngô Kiến Huy. Những tiết mục hài kịch đặc sắc do các thành viên nhóm Pháp TV trình diễn suốt chương trình đã tạo nên không khí tràn ngập niềm vui.